Xin chào quý vị khán giả trong chương trình Ngon và Lành. Tôi là Nguyễn Đức Nam, giảng viên của trung tâm dạy nấu ăn Quả Táo Vàng. Hôm nay thì xin giới thiệu với quý vị khán giả một món ăn mang hương vị của vùng Tây Bắc. Đó là món chim câu phủ muối. Xin được phép giới thiệu về những nguyên liệu trong cái món ngày hôm nay. Có đặc trưng là chúng ta sẽ sử dụng nguyên liệu chính, đó là món là thịt chim bồ câu. Chúng ta có thể sử dụng một con chim bồ câu có thể là trọng lượng từ 600 đến 800 gram cho món này. Một nguyên liệu chính cho món ngày hôm nay đó là lạp xưởng của Sapa, một cái hương vị rất là Tây Bắc, sẽ kết hợp cùng với lại hạt dẻ và những gia vị như là hạt mắc khén, hạt dổi của núi rừng Tây Bắc, cùng với lại những loại rau thơm như là cà chua, nấm, rồi hành. Và có thêm một cái lá ở đây, Nam đang có ở đây, đó là lá dong, lá dong rừng ở trên trên rừng. Chúng ta sẽ sử dụng cho món ngày hôm nay. Chúng ta sẽ dùng muối trắng để làm chín món này. Nó có cái hương vị của biển kết hợp với núi rừng, nó rất là đặc biệt. Chúng ta cùng bắt tay vào công đoạn chế biến món ăn ngày hôm nay. Phần chim bồ câu thì chúng ta đã sơ chế sạch rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng cắt thái nguyên liệu rau củ quả để sẽ làm phần nhân. Nhồi vào trong phần thịt chim và sẽ làm những gia vị để chúng ta tẩm ướp bên ngoài nữa. Đầu tiên ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng phần lạp xưởng. Chúng ta sẽ thái. Với định lượng một con chim bồ câu như thế này thì chúng ta có thể sử dụng khoảng 25 đến 30 gram lạp xưởng. Chúng ta chú ý là nó sẽ có hương vị rất là đặc trưng của Tây Bắc và vị nó sẽ hơi đậm một chút. Cho nên là trong lúc chế biến chúng ta phải kiểm tra về vị mặn. Rồi, tiếp đến chúng ta sẽ sử dụng nấm. Nấm thì chúng ta còn nấm đùi gà, hay có thể sử dụng các loại nấm rơm hay là nấm sò đều có thể dùng được. Thì ngày hôm nay Nam sử dụng nấm đùi gà, hương vị nó sẽ giòn hơn. Rồi, tiếp đến không thể thiếu thì chúng ta sẽ có một chút gia vị, đó là hành tỏi cho vào món này. Chúng ta sẽ băm nhỏ gia vị ra. Chúng ta sử dụng chỉ khoảng một tép tỏi lớn và 1 đến 2 củ hành khô nhỏ. Rồi, chúng ta sẽ để bên cạnh nấm. Tiếp đến là một phần hành tây nữa. Tiếp đến là phần gia vị rất đặc trưng của Tây Bắc, đó là hạt mắc khén và hạt dổi. Chúng ta cũng sẽ băm nhỏ ra, tiêu rừng. Thực ra cái hạt này nó rất là thơm và nó có cái hương vị rất là đặc trưng. Nói là tiêu nhưng nó không có cái vị cay như hạt tiêu mà nó rất là thơm theo một cái hương vị rất là núi rừng. Chúng ta sẽ băm nhỏ ra. Tiếp đến chúng ta sẽ vào công đoạn là xào phần nhân cho thật thơm lên. Chúng ta bật bếp và sẽ sử dụng một chút dầu ăn. Chúng ta sẽ cho phần hành tỏi và những cái hạt thơm như là mắc khén, hạt dổi và chúng ta sẽ phi thơm lên. Lưu ý với mọi người là chúng ta có thể sử dụng một chút ớt vào trong món này cũng được, nhưng có thể là chúng ta sẽ để vào phần nước chấm để có thể có những người không ăn được cay. Rồi, khi mà hành tỏi đã bắt đầu thơm rồi thì chúng ta sẽ cho nấm vào để xào. Nấm là cũng là một trong những cái nguyên liệu mà rất là đặc trưng trên Tây Bắc, với cái khí hậu là độ ẩm cao rồi môi trường thích hợp. Trên vùng cao thì chúng ta có rất là nhiều những loại nấm thơm ngon. Thì quý vị khán giả có thể lựa chọn những loại nấm mà mình yêu thích để kết hợp vào món ngày hôm nay. Khi nấm đã bắt đầu săn lại thì chúng ta sẽ cho lạp xưởng vào.
Lưu ý là phần lạp xưởng nó có vị mặn rồi, cho nên là chúng ta trong lúc chế biến sẽ phải cẩn thận, nếu như mà có lỡ tay thì, cho thêm muối thì có thể là sẽ bị mặn. Cho nên chúng ta lưu ý phần này. Gia vị chính thì chúng ta dùng nó là hạt mắc khén và hạt dổi. Ngoài ra thì có thể cho thêm một chút hạt tiêu mà chúng ta hay ăn hàng ngày, nó sẽ tăng thêm cái hương vị. Chúng ta đã xào thơm lên thì bây giờ chúng ta có thể tắt bếp. Tiếp đến chúng ta sẽ có một cái công đoạn nữa, đó chính là hạt dẻ. Hạt dẻ thì ở đây thì Nam đã bóc vỏ và luộc chín rồi. Chúng ta có thể sẽ băm nhỏ ra để làm phần nhân cho thịt chim. Hạt dẻ thì nó có một cái đặc điểm, đó là ăn rất là bùi, thơm, và đặc biệt là mùa đông thì ăn rất là tốt cho sức khỏe. Kể cả trong những cái món canh hầm chúng ta có thể sử dụng hạt dẻ được, chứ không riêng gì món của chúng ta ngày hôm nay. Trộn chung vào với phần nấm. Thế là chúng ta đã có một cái hỗn hợp nguyên liệu để nhồi vào trong phần thịt chim. Và bây giờ chúng ta sẽ đến phần xử lý nguyên liệu chính, đó là chim bồ câu. Sau khi đã sơ chế sạch rồi thì chúng ta nhớ lưu ý là chim bồ câu chúng ta sẽ mổ moi để chúng ta có thể nhồi phần hỗn hợp nhân vào phía bên trong được. Chúng ta sẽ nhồi nhân và sau đó sẽ sử dụng cây ghim để chúng ta sẽ ghim lại. Chúng ta sẽ nén chắc tay một chút để cho phần nhân nó được kết dính. Rồi. Sau khi đã nhồi xong thì chúng ta sẽ dùng hai cái ghim để chúng ta sẽ khâu lại. Cái việc chúng ta khâu kín lại như thế này nó làm cho hương thơm nó sẽ ngấm từ trong phần thịt chim ngấm ra thì nó sẽ rất là thơm. Rồi, thế là chúng ta đã nhồi xong phần nhân vào phần thịt chim. Bây giờ phía ngoài thì chúng ta sẽ ướp thêm một phần gia vị nữa và lát nữa chúng ta sẽ phủ thêm lên. Rồi chúng ta sẽ lại băm nốt phần hạt dổi và mắc khén nhỏ ra. Rồi, chúng ta đã băm xong phần. Chúng ta sẽ cho vào một chiếc bát như thế này. Chúng ta sẽ để đây để chuẩn bị cho công việc tẩm ướp. Trước khi tẩm ướp thì bây giờ phần chim này chúng ta sẽ trao qua dầu cho nó se lại và thơm hơn. Để chúng ta xử lý phần chim, sau đó sẽ ướp gia vị và chúng ta sẽ bọc lá rồi ủ muối và chúng ta sẽ sử dụng lò để làm món này. Ở trên vùng Tây Bắc thì có thể là chúng ta có thể là sử dụng các cái bếp củi để nướng. Nhưng ngày hôm nay thì trong chương trình này thì Nam hướng dẫn quý vị khán giả cái một cách thức mà chúng ta có thể chế biến món này ngay tại nhà được, là chúng ta có thể sử dụng lò nướng bằng điện để chế biến món này rất là dễ dàng. Bây giờ chúng ta sẽ trao qua phần chim sau khi đã sơ chế xong rồi để cho nó được thơm hơn thì chúng ta sẽ bọc. Hôm nay Nam sử dụng một cái vợt trao rì ở đây. Mới đầu chúng ta có thể dội qua một chút mỡ. Chúng ta có thể dội sơ qua để cho đỡ bắn. Sau khi đã đỡ bắn rồi thì chúng ta có thể thả vào trong nồi và cho chim xe lại thì chúng ta sẽ lấy ra. Và nhớ thì công đoạn này chúng ta có thể để lớn lửa một chút. Sau khi chiên xong thì chúng ta sẽ cho vào phần giấy bạc và phần lá dong rừng như ở đây. Chúng ta sẽ bắt đầu tẩm ướp gia vị phía bên ngoài để khi chúng ta bọc lại ủ muối thì từ trong hương vị ngấm ra và từ ngoài
hương vị lan tỏa đều ra thì nó món chim của chúng ta nó sẽ rất là thơm ngon. Chúng ta sẽ có một phần nhỏ đó chính là mật ong rừng, một sản vật của núi rừng Tây Bắc nữa. Sử dụng 1-2 quả ớt để cho vào cùng. Lát nữa chúng ta sẽ sử dụng cái ớt này để làm phần nước chấm cho món chim. Thì chúng ta có thể cho gói cùng mà luôn trong để chúng ta ủ. Tiếp đến là chúng ta sẽ có phần muối hạt ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xử lý muối hạt để làm một cái nguyên liệu để phủ cho phần chim bò lò của chúng ta. Chúng ta có hạt mắc khén và hạt dổi đã băm nhỏ, trộn lẫn vào trong hỗn hợp muối. Tiếp đến ở đây thì Nam có 2 quả trứng gà. Chúng ta sẽ lấy phần lòng trắng của trứng gà. Ngày hôm nay Nam sử dụng ở chỗ này là 1 cân muối. Chúng ta có thể sử dụng khoảng 2 lòng trắng trứng gà. Rồi chúng ta có thể trộn đều lên vào để tạo cái sự kết dính cho muối. Khi chúng ta cho vào lò để chúng ta ủ thì muối nó sẽ kết dính lại thành tảo. Sau khi chúng ta trộn gia vị cho phần muối xong rồi thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ủ lên phần chim đã bọc ở đây. Việc ủ muối này sẽ làm cho nhiệt độ nướng của chim có sự khác biệt so với lại chúng ta hay nướng than củi, hay là chúng ta không bọc không ủ thì nhiệt độ nó sẽ khác và nó sẽ làm cho chim bị khô. Thì cái phương thức này chúng ta sẽ có được cái một sản phẩm chim rất là ngọt, giữ được cái nước của thịt chim. Bạn chúng ta sẽ cho vào lò. Với một cái sản phẩm như thế này thì chúng ta sẽ sử dụng cái nhiệt độ là 250 đến 270 độ C để ủ muối cho phần chim. Chúng ta sẽ để thời gian khoảng từ 15 đến 18 phút đối với lò chúng ta đã lấy được nhiệt độ rồi. Còn có thể những con chim lớn hơn hay chúng ta ủ số lượng muối lớn hơn thì có thể là lên tới 20 đến 25 phút, tùy thuộc vào cái sản phẩm chúng ta chế biến. Chúng ta cùng cho vào lò. Sau thời gian chúng ta bỏ chim vào trong lò ủ muối thì bây giờ đã hết thời gian rồi. Chúng ta sẽ lấy ra và cùng trình bày chim lên trên chiếc mẹt như thế này. Nam đã chuẩn bị sẵn rau thơm để ăn cùng. Và sau khi bày xong thì chúng ta sẽ làm nước chấm cho món chim ủ muối bò lò ngày hôm nay. Hương vị là rất là Tây Bắc luôn. Sau khi chúng ta bỏ vào lò thì muối nó sẽ kết tảng lại như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ gỡ ra. Đây, của chúng ta đã có sản phẩm rất là thơm ngon. Để ăn cùng với món chim ngày hôm nay thì chúng ta có thể sử dụng một chút miến, hay là có thể sử dụng với cơm lam hay là cơm nắm để ăn cùng với chim. Ghim ngay từ khi sơ chế. Phần nước sốt của chim nướng chúng ta có thể sử dụng vào phần nước chấm để giã cùng với lại các cái gia vị đã ăn. Chim sẽ tiết ra những cái nước ngọt và gia vị ở đây. Chúng ta sẽ lấy phần nước để làm cho phần nước chấm.